Chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu Phúc An City. Thì cái video trước là Nhân đã chạy một vòng hết tất cả cái dự án cho mình xem rồi. Thì bữa nay Nhân sẽ vào trong để Nhân quay lại một căn nhà. Thì hiện tại là Nhân đang đứng tại lớp A3 căn số 1. Thì căn này căn gốc nha cả nhà. Gốc hai mặt tiền. Thì cái căn này mình thấy một cái lợi thế rất là lớn cho mình là cái vỉa hè nó tới 8m rồi. Vỉa hè 8m. Rồi chào Nhân mày. Thì như cái căn này cái diện tích là ngang 9m, dài 15. Thì tất cả những cái dự án ở bên phía chủ đầu tư Trần Anh Group đa số là mình sẽ giao nhà thô, tức là mình sẽ xây cái phần thô lên để bán cho khách hàng. Còn cái phần hoàn thiện thì cả nhà mình sẽ tự thiết kế và tự làm. Thì nó rất là hay, một cái lợi thế cho cái nhà mình đó là khi mình nhận nhà thô thì cái phần hoàn thiện đó là hầu như là 100% là theo ý mình thiết kế. Còn cái phần mặt bên ngoài đó là tất cả là phía công ty đã hoàn thiện của mình rồi, 100% luôn. Còn ở trong thì mình muốn làm như thế nào cũng được, nói chung là mình sẽ làm theo ý của mình. Đây là căn gốc thì cả nhà mình sẽ có một cái phần sân mình không. Ở đây mình thấy là tất cả đây là mình để trong cả nhà mình. Ví dụ như là mình ở thì mình sẽ thiết kế theo những cái phòng ngủ ở dưới đây cũng được. Còn nếu như là mình để cái căn gốc là mình muốn bán cà phê hoặc là ăn uống này kia đó, thì mình có thể là để trống hết, mình hoàn thiện rồi xong rồi mình sẽ xách hết bàn ghế này kia để mà mình kinh doanh. Và bây giờ như mình lâu. Bây giờ là cả nhà mình đang đứng ở tầng 1 của căn nhà. Thì tổng diện tích nó là 9-15 và cái lầu là 2 lầu, một trệt 2 lầu. Thì như ở đây là nhà Nhân xin nhắc lại, tức là nhà thô. Thì khi giao nhà cho cả nhà mình sẽ là giao trống từ trên tới dưới luôn. Thì chỉ phần hoàn thiện của phần ngoài thôi, còn phần trong là mình sẽ tự ý thiết kế. Ví dụ như là cái lầu 1 vẻ thì cả nhà mình sẽ thiết kế được 2 phòng ngủ. Mình thấy không gian rất là rộng nha. Nhà mà cái nhà mình lên lầu này. Căn nhà này là nếu như mà cả nhà mình cho mình tự làm thiết kế cái quán cà phê mà kiểu như là Vinata ở Sài Gòn á, bây giờ là một cái giống như là một cái chuỗi những cái quán cà phê đó. Mà nó thiết kế ở đây là khỏi bàn luôn, tại vì cái thành tựu quá tốt và cái không gian thì rất là rộng. Thế như mình thấy này, ở đây mình có thêm một cái phần cửa sổ này, mình thiết kế không phải là phần khỏi trên. Cái căn này thì cái view nó khá là đẹp nha cả nhà. Ở đây là mình phía trước là mình thấy trục đường chính rồi nè. Trục đường chính phía trước đó. Còn đây là một cái góc ngã ba nó giữa cái nó là vị trí rất là đẹp. Vì mình là cái căn góc hai mặt tiền cho nên là hai cái view khá là đẹp luôn. View bên đây cũng rất là đẹp. Giống như ở đây là mình sẽ chạy thẳng vào cái phía trong. Nói như mình cả nhà mình thấy ha, ở dưới là cái vỉa hè của mình là 8m. Cực kỳ rộng luôn. Thì ở đây là Nhân là chỉ review cho cả nhà mình thôi nha. Chứ còn thật sự là mấy cái căn này tao đã bán hết từ đầu rồi. Cho nên là ví dụ như là công ty sẽ bỏ bán một cái lốc mới. Và cái mẫu nhà thì nó sẽ giống giống như vậy. Và mỗi một lốc như vậy là nó chỉ có 4 căn góc thôi.
món cần gốc, ví dụ như một lóc chẳng hạn như lóc bên đây đi cả nhà. Tổng cộng cái lóc bên đó là mình có 40 căn đó. 40 căn nhưng mà nó chỉ có 4 căn gốc thôi, 4 căn gốc ở hai cái đầu. Mỗi đầu là mình có 2 căn gốc, là một lóc là 4 căn. Cho nên là khi mà mình để ý được á, là tất cả những cái dự án nào cũng vậy hết, nhà phố hoặc là đất nền biệt thự, thì những cái căn gốc lúc nào cái giá trị nó cũng sẽ cao hơn những căn thường rất là nhiều. Thứ nhất là về cái diện tích, và cái thứ hai là mình sở hữu hai mặt tiền, cho nên là cái giá nó sẽ cao hơn so với bên trong. Tức là ví dụ như cái diện tích mà nó bằng ở những căn trong chăng nữa thì cái căn gốc nó cũng sẽ cao hơn những căn thường, rơi vào tầm khoảng từ 15-20%. Ví dụ như căn ở trong bình thường là nó sẽ là 1 tỷ, thì những căn gốc như thế này nó sẽ là 1 tỷ 115 triệu hoặc là 1 tỷ 200 triệu. Thì ở bên kia là công ty chuẩn bị mở bán, sẽ là bán cũng khá là nhiều, khoảng 50 căn. Thì cái giá này nhân cũng chia sẻ cho cả nhà luôn là nó rơi vào tầm khoảng 1.7-1.8 một căn. Thì những cái căn đó là mình sẽ nhận nhà, mình sẽ trả trước 50%, còn lại 50% mình góp trong vòng 6 tháng, tại vì nó cũng gần nhận nhà rồi, nên mình góp được 6 tháng. Còn nếu mình trả luôn thì công ty sẽ chiết khấu cho mình là tổng giá trị là 5% của tổng giá trị một căn nhà. Ví dụ 1 tỷ là mình sẽ được 50 triệu. Nếu như ở đây là mình có một cái không gian nữa, rồi bây giờ Nhân sẽ mời cả nhà mình đi từ trên xuống dưới nhìn lại một lần nữa. Cái căn góc này nếu như mà cả nhà mình thiết kế, từ thiết kế là nó sẽ rơi vào ở đây hai phòng ngủ, ở trên lầu 2 và 2 phòng ngủ nữa, và ở dưới nếu như mình có người lớn thì mình có thể làm riêng một phòng ngủ ở dưới để cho ba mẹ hoặc là ông bà mình có thể khỏi và đi lên cầu thang cho nó mạnh. Mà ví dụ như là khi mà cả nhà mình đã quyết định mình chọn căn góc rồi đó, thì ít có ai mà ở lắm, tại vì ở nó rất uổng, và nó rất uổng, rất là phí luôn, bởi vì cái không gian nó quá lớn và quá đẹp. Cho nên là một là mình sẽ tự kinh doanh hoặc là mình sẽ cho thuê, chứ ít nhân nghĩ ít có ai mà chọn căn góc để mà ở lắm, tại vì thật sự quá đẹp. Và bây giờ thì Nhân kết thúc video nha cả nhà mình. Nếu ai chưa đăng ký thì cứ đăng ký kênh của Nhân để có thể xem được những video sau. Bây giờ Nhân sẽ đi qua một cái căn bình thường phía bên kia để cho cả nhà mình xem, và mình hãy đón xem ở video sau nha. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.